Ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc cảnh báo Mỹ đang biến không gian vũ trụ thành chiến trường sau khi chính quyền Washington công bố thành lập quân chủng mới với tên gọi Lực lượng Không gian. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ đang theo đuổi mục tiêu vũ trang không gian. Bắc Kinh cho rằng những hành động của Mỹ rõ ràng vi phạm sự đồng thuận của quốc tế về việc sử dụng hòa bình không gian vũ trụ, đe dọa trực tiếp tới không gian hòa bình và an ninh. Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cẩn thận trọng và có trách nhiệm nhắm ngăn không gian vũ trụ trở thành một chiến trường mới. Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn đạo luật chi tiêu quốc phòng 2020 của Mỹ. Đạo luật năm nay bao gồm việc thành lập lực lượng không gian, quân chủng chính quy thứ 6 của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ có lực lượng quân sự mới trong khoảng 70 năm. Tổng thống Trump nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều mối đe dọa với an ninh quốc gia, sự vững mạnh trong lĩnh vực không gian có vai trò quan trọng với nước Mỹ.